tuần của người ta. Má mình còn ngu kìa thầy. Của tôi. Trong khi mẹ tôi suốt ngày chê tôi chỉ biết cắm đầu ở nhà và xem mấy trận bóng bành vô bổ, thì mẹ không biết được cái bọn mà mẹ hay gọi là con nhà người ta và mang tôi ra so sánh ấy, bọn nó đang làm những gì ở ngoài kia. Tôi xem bóng đá để học cách bình tĩnh như Smalling, học cách sáng tạo như Ozil, học cách cần mẫn như Rooney, học cách bùng nổ như Sanchez, học cách công hiến như Smile Tiger, và học cách lạnh lùng như King Webber. Cuối tuần này tôi ở nhà để xem trận Manchester United Arsenal 21:05. Pháo thủ lạc lối trong nhà hát của những giấc ngủ.